Alo. Dạ, em chào thầy ạ. Chào bạn, đọc ngày tháng năm sinh âm lịch của bạn. Dạ, 24 tháng 8 năm 91 ạ. Ở Bình Dương đấy. Âm ạ. 91 Tân Mùi, có gia đình chưa? Dạ, có rồi ạ. Chồng là 1977 ạ. Rồi, xem phán đây này, nhá. Lắng tai mà nghe dạ. Nhá. Thứ nhất là cung số của bạn đứng hàng chữ Tân là có cung số xuất ngoại. Bây giờ hiện đang ở đâu? Dạ, đang ở bên Hàn ạ. Đấy, vậy là mình phán câu thứ nhất chuẩn xác chưa? Đúng là số xuất ngoại chưa? Và báo cho bạn luôn là bạn có số định cư nước ngoài và lấy chồng nước ngoài luôn nhé. Chính xác chưa? Chính xác ạ. Rồi, chính xác. Và câu thứ ba về tình duyên vợ chồng, bạn cung khảm, chồng bạn cung khôn. Khảm khôn nó biến cung tuyệt mạng. Một khi vợ chồng đã phạm vào cung tuyệt mạng rồi thì sẽ rất khó có thể ăn đời ở kiếp được với nhau. Và tướng cách của bạn, tướng miệng như là miệng thổi lửa, trong sách Ma Y Thần Tướng người ta gọi là tướng khắc chồng nhé. Số này không bao giờ dưới một đời chồng nhé. Dạ, thế nên là em cũng đi niềng răng rồi ạ. Thầy xem là nếu mà niềng răng xong thì nó có thay đổi được cái gì không ạ? Nó chỉ, bạn biết không, một cái cây đấy, một cái cây á, mà bạn chỉ chữa bệnh cho nó ở cái phần ngọn đấy thì nó sẽ không bao giờ mà chữa hết được, nó vẫn ảnh hưởng một phần nào, nhưng mà bạn phải chữa nó bằng cái gốc, đó là cái nhân quả. Cái này phải làm lễ để hóa giải nhá, làm lễ hóa giải hai đời chồng đi, làm lễ hóa giải cung khảm cung khôn nó biến cung tuyệt mạng đi, cái cung bắt quái này đi, thì bạn sẽ không phải hai đời chồng nữa nhé. Dạ, cũng có một số trục trặc mà bây giờ chỉ muốn thầy rút ra một cái bài xem là chồng có còn sống không ạ? Tại vì cũng đi nước ngoài làm nhưng mà lại cũng không liên lạc được nên là cũng không biết là như nào nữa. Bạn nghe cung khảm cung khôn nó biến cung tuyệt mạng chưa? Nghe từ tuyệt mạng chưa? Dạ có nghe rồi ạ. Nhẹ thì bỏ, nặng thì chết. Đọc rõ họ tên bạn đi nào. Vũ Thị Hương ạ. Quê quán? Bây giờ đang sống ở bên Hàn ấy, còn ở Việt Nam là họ Uông Bí Quảng Ninh ạ. Trả lời cho bạn là không vấn đề gì đâu nhé. Không thể gì ạ. Không vấn đề gì nhé, nhưng mà cung số này thì kiểu gì thì cũng phải 2-3 đời chồng nhé. Còn vấn đề chồng bạn thì không vấn đề gì đâu. Nhưng mà đi rồi có về không hả thầy, mà mấy năm rồi không có về nhà thầy ạ? Theo gái rồi nhé. Theo gái ạ? Báo cho bạn biết là như vậy. Theo gái cũng được, em chỉ sợ là có vấn đề gì thôi, chứ còn nếu mà đã đi theo gái thì lại càng nhẹ lòng. Muốn hỏi gì nữa không? Dạ. Có ạ. Hỏi đi. Có hỏi là nếu như mà bây giờ một mình cũng đang rất là vất vả, nếu như mà sau này thì làm nhân đạo có gặp được một người đàn ông nào mà yêu thương mình không ạ? Trả lời cho bạn, cái cung số của bạn thì nó chắc trở rồi. Năm nay mới 29 tuổi thôi. Cái này phải làm cái lễ di cung hoán số nhé. Phải làm lễ di cung hoán số để hóa giải cung số này thì may ra thì mới có, mới gặp một người đàn ông tốt đi đến gắn bó với mình lâu dài được nhé. Chứ bạn có sửa tướng đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua đâu nhé. Thế còn làm ăn thì có ra gì không ạ? Cái công việc làm ăn thì năm nay, để xét công việc năm nay, bạn 29 tuổi, vân hớn thuộc quả 29 tuổi. Trả lời cho bạn biết, công việc năm nay của bạn thì làm ăn cũng ra tiền, nhưng mà nó sẽ có cái hạn hao tiền. Đúng rồi ạ. Hiểu chưa? Là được bao nhiêu tiền là cho người ta vay mượn, hay là mất mát, hay là tiêu pha đi hết sạch ấy. Tiền vào cũng nhiều mà sao có nhiều khoản phải chi ra hết luôn đấy. Cuối tháng không biết là còn dư nhiều không nữa. Đấy, chi rất là nhiều tiền trong năm nay nhé. Wow, đúng rồi. Tháng vừa rồi đã chi cả 100 triệu luôn. Cái khoản nọ đến khoản kia. Tiếp theo nữa, mình nhìn đến một cái vấn đề nữa là bạn cẩn thận về vấn đề lời nói nhé. Năm nay bạn sẽ mắc đến những cái chuyện liên quan đến thị phi, lời nói, lời ăn tiếng nói, có thể xích mích cãi nhau với người ta, hay là nhầm nhọt về cái vấn đề gì đó nhé. Đúng rồi thầy. Đúng chưa? Đúng ạ.
Muốn hỏi gì nữa không? Muốn đặt lịch xem mà tại vì ở bên Hàn nên không biết chuyển khoản cho thầy kiểu gì. Dễ thôi mà, người ta bảo là cái gì cũng có giá của nó, đây là mình xem miễn phí mà nó đã như thế này rồi mà xem mất phí nữa thì chắc là còn hay hơn nữa đúng không? Thì bạn muốn đặt lịch coi dễ thôi, có thể nhờ người bạn bè nào ở Việt Nam đấy nhá, anh em bạn bè nào ở Việt Nam đấy có thể ra bưu điện hay ngân hàng gần nhất chuyển khoản có số tài khoản trên trang cá nhân của mình nhận được sẽ đặt lịch coi cho bạn. Sớm nhất là trong hôm trước chuyển khoản, hôm sau mình xem luôn nhé. Và mình còn đọc được rất nhiều điều nữa về bản thân của bạn nữa nhé, như hôm nay chỉ hé lộ thế thôi nhé. Được, nói sơ sơ qua một chút được không ạ? Thôi vậy thôi, vậy thôi, để cho ít phút quảng cáo thôi. Chào bạn nhé, xíu đặt Dạ, lịch cảm đi, ơn thầy ạ. chào bạn. Cảm ơn thầy. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng tư hãy inbox trực tiếp cái nick Facebook này, mình sẽ lên lịch coi riêng cho mọi người về tất cả vấn đề gia đạo, tình duyên, mùa mả, đất cát, âm trạch, chương trạch, tất cả mọi thứ nhé, và đọc những thứ về gia đình của bạn. Chào thầy. Bác có tài khoản tí này. Alo, chào bạn. Vâng ạ. Thầy ơi, thầy xem hỏi em tháng nào là em đang dự định là em làm nông mũi ạ. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Đây đây. Tháng nào nâng mũi đẹp à? Vâng. Đọc năm sinh đi. Đã. Đọc năm sinh của bạn đi. 22 tháng 2 năm 1999 ạ. 1999, kỷ mão, kỷ mão. Không vừa qua tin nhắn thì không nhớ. Đến tháng nào nông mũi tốt ạ? Tháng 6 âm lịch nhé. Nhưng thầy ơi, cho em hỏi là mũi em này thì nâng, nếu ví dụ kiểu nâng ấy, nó có phá phá tướng không ạ? Cái này phải đặt lịch coi, mình sẽ chỉ rõ cho đặt phải như thế nào nữa, ở xem cái phần sơn căng nhá. Mà mình nhìn cái mũi này của bạn cũng rất là tốt rồi đó, nhưng mà thực sự nó chưa được thon gọn thôi. Cái này bạn phải đi thu cánh mũi đi nhé. Em Không thu phải. rồi. Rồi, trả lời cho bạn, quay rõ khuôn mặt là nào, để xem tướng là để nói cho này. Thứ Đây ạ. nhất, cái mũi này thì cái chiều cao nó rất là ổn rồi, mình nhìn chiều cao là cũng khá ổn rồi, khá tương đồng rồi. Nếu bạn nâng cao nữa là sẽ phá tướng đấy nhé. Quan trọng là bây giờ cái mũi của bạn nó hơi bị đầy ra hai bên này, và bây giờ bạn phải đi thu gọn hai cái cánh mũi này đi nhé. Em thu rồi ạ, em thu rồi thì nếu nhưng mà em đang muốn là nâng nâng cao ấy. Nâng cao sẽ phá tướng nhé, nâng cao là sẽ phá tướng đấy, và bạn làm ăn sẽ thất bại đấy, làm không ra gì đâu nhé. Theo tướng Vâng. pháp, mũi là gì? Mũi là cung tài bạch. Tài bạch chủ về gì? Chủ về tiền bạc, bạn hiểu chưa? Nhất Vâng. là cái đầu mũi này, cái chuẩn đầu này chủ về tiền bạc nhá. Nếu bạn mà sửa mũi nó không cân xứng với khuôn mặt, không cân xứng với ngũ quan trên khuôn mặt là chắc chắn tiền sẽ hao tán. Nếu mà cái mũi nó cao, quá cao so với hai cái gò má, nhất là người phụ nữ thì là sẽ là những người hao tiền rất lớn nhá. Tiền chảy đi nhá. Mình nhìn cái tướng mũi của bạn, mình cũng tư vấn cho rất nhiều người chọn ngày giờ làm sao để sửa mũi, lên phòng mổ mũi để làm sao cho nó được chuẩn, sẽ không phải đi phẫu thuật lại, chọn ngày giờ tốt thì nó sẽ tốt thôi nhé. Và tiếp theo nữa, cái vấn đề ở đây mình nhìn cái tướng mũi của bạn muốn tốt, đi thu gọn lại nữa, đi thu gọn lại hai bên này cho nó gọn một chút nữa nhé. Em Nhé, thu ở thằng John bây giờ em mới thu ra rồi ạ. phải thu Em gọn một mới lần, thu được có mấy tuần thôi ạ. phải thu gọn một lần nữa nó mới đẹp được nhé, và không nên nâng Nhưng mũi mà lên. em nhưng mà nếu mà muốn muốn làm mũi ấy thì không nên làm cao đi ạ. Không cao được nữa, cao nữa thì rất xấu, và bạn sẽ cái thứ nhất là làm không ra tiền, mà có làm ra tiền cũng tiêu hết sạch, không giữ được tiền nhé. À vâng ạ. Hiểu chưa? Vâng Xíu vâng. nữa muốn hỏi thêm kỹ mình sẽ tư vấn riêng tư cho nhé. Đặt lịch coi đi, sẽ tư vấn riêng tư cho cái vấn đề là sửa mũi làm sao cho bạn cái mũi thật là, thứ nhất là được cái thẩm mỹ đã này, người khác người ta nhìn vào thấy là cái mũi đẹp tương đối, và cái thứ hai là sửa cái mũi xong làm sẽ ra tiền, giữ được tiền và tài lộc nhiều hơn trước nhé. Vâng. Được chưa? Vâng. Chứ mà bạn đi cứ đi sửa bậy, là bạn cứ nghe người này nói một câu bảo làm mũi cao lên, hay là bảo là đi thu gọn mũi thế này thế kia, bởi vì người ta không có con Nhưng mắt. thấy cho em hỏi là nếu mà em thu gọn mũi rồi ấy, thì có bị gì không ạ? Thu gọn mũi, nhưng mà quan trọng phải thu gọn như thế nào, thì xíu bạn inbox mình chỉ cách để sao thu gọn cho nó tốt nhé. Vâng. Rồi, chào bạn nhé. Cảm ơn thầy. Ok, chào thầy nha. Mình sẽ mời một bạn khác đây nào.
Ai muốn lên cùng Phát hãy comment đi, mình sẽ mời lên và chia sẻ giùm mình cái livestream này nhé. Bạn nào muốn tư vấn về phẫu thuật thẩm mỹ nhé, làm sao sửa mũi, sửa mắt, sửa cằm này, sửa má này, tai này, rồi tất cả mọi thứ nhá, hãy inbox trực tiếp cái nick Facebook này đi. Mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người chi tiết sửa làm sao để mà thứ nhất là phù hợp với khuôn mặt, phù hợp với tướng mặt của từng người. Cái thứ hai là ưa nhìn, để mọi người vào nhìn thì biết mình là không phải là người sửa, nhìn một cách sửa một cách thật là tự nhiên. Và cái thứ ba nó sẽ là tăng tài lộc cho mọi người nhé. Bạn nào muốn lên thì hãy comment, mình sẽ mời lên nào. Rồi mời bạn Vũ Thị Hương nào. Đâu phải cứ đến thẩm mỹ viện sửa mũi cho và chỉ cách hóa giải luôn nhé. Khánh Ly, rồi mời một người tên là Khánh Ly nào. 8591. Ai muốn lên cụ phát thì hãy comment ngày tháng năm sinh đi và chia sẻ mạnh cái livestream này nào, mình đã mời lên. Alo, Hello, chào bạn ạ. alo. Ơi, chào chị, đọc ngày tháng năm sinh âm lịch của chị đi. 11 tháng 12 năm 91 ạ. Ở mới giường đây. Ấm ạ. 29 cung khảm mệnh thổ. Có gia đình nhé, xin tuổi chồng. Dạ chứ ạ. Ừ, chưa. Vâng. Đó, chị muốn hỏi vấn đề gì? Hỏi đi, vào vấn đề chính đang muốn hỏi đấy. Vâng, đang hỏi 91 và 85 cô. Cái thứ nhất đã xét về cung số của chị đã. Chị mệnh thổ tháng 12, mùi tháng Tháng 2 ạ. À? Tháng 2. 11 tháng 2 hay là 11 tháng 12? 11 tháng 2 ạ. Âm lịch đúng không? Vâng. Mệnh thổ tháng 2 số 2 đời chồng nhá. Mệnh thổ Vâng. tháng 2 số 2 đời chồng đứng hàng chữ Tân nữa. Và báo cho chị biết, chị và người sinh năm 1985 Ất Sửu này phạm vào địa chi, phạm vào tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi phạm vào tứ hành xung. Một khi đã phạm vào tứ hành xung thì chắc chắn sẽ không ăn đời ở kiếp được với nhau, và chia tay là một cái điều chắc chắn nhé. Vâng. Vậy ạ. Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi vấn đề nữa là công việc hiện tại của mình bây giờ có gặp trắc trở gì không ạ? À? Hiện tại năm nay chị 29 tuổi, vận niên là sao Vân Hớn. Thì năm nay thì công việc cũng cản trở đấy, làm ăn cũng không yên tí đâu. Trong lòng Vâng. chị bây giờ là còn dao động về rất nhiều vấn đề, cái nhất là chuyện tình cảm chưa ra đâu mà biết đâu, khiến chị lo Vâng. lắng thường xuyên. Mà một khi đã lo lắng tâm bất an thì làm sao làm ăn ổn định được, Vâng. đúng chưa? Hiện tại bây giờ đang rất là lo lắng về chuyện tình cảm thế này, trong lòng cũng chưa đau lòng gì. Cả hai cả công việc ạ. Đấy. Đọc đã đọc trúng tim đen chưa? Rồi ạ. Năm nay công việc thì có sự cản trở nhé. Năm nay thì lưu ý, Vâng. người người thân quen thì sẽ nhất định sẽ có người thân quen, anh em họ hàng gì đó hỏi vay mượn tiền bạc đây. Tốt nhất đừng đưa tiền ra, không cho vay mượn nhé, cho vay mượn là mất, khó đòi được lại. Trong năm nay ạ. À? Đúng rồi, nhất định trong năm nay sẽ có người thân quen đấy hỏi vay một cái món tiền khá khá lớn đấy nhé, phải lưu ý. Vay vay rồi ạ. Vay chưa? Vay rồi ạ. Vay bao nhiêu? Vay từ năm ngoái đến năm nay thì tổng hơn 100 triệu. Đấy, thì đấy có phải là món tiền khá lớn không? Đấy. Nhưng mà anh trai ạ. Rồi, anh trai càng thân thiết càng chết. Đã bảo là anh em họ hàng thân quyến mà. Càng thân thiết càng chết, khó đòi lắm, cái món nợ này khó đòi lắm nhá. Vay rồi ạ. Vay từ trước giờ rồi. Rồi trả lời, muốn đòi nợ, muốn đòi bốc trực tiếp đi, đặt đi coi sẽ chỉ cách đòi nợ cho. Cái vấn đề này muốn đòi nợ chỉ cách đòi nợ cho nhé. Vâng. Khi nào mà cảm thấy đòi ông anh trai mà không đòi Vâng. được thì inbox cho mình xin cái thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh âm lịch của ông đấy, địa chỉ, Vâng. tìm cách để đòi nợ cho bạn nhé. Đòi bằng cách Vâng. Nếu mà khó khăn quá thì cũng phải hỏi, vì anh trai ruột thì cũng hơi khó, hơi còn là phiền. nhiều khi mình cũng rất là khó nói khó đòi, nhưng mình có thể dùng cái những cái biện pháp tâm linh để mình đòi, chẳng hạn họ tự đưa tiền cho mình đúng theo luật nhân quả nhé, có vay có trả. Vâng. Hôm trước là cách đây một tuần mình cũng vừa đòi cho một một vị khách, là một bà chị có người em vay số tiền là 1,5 tỷ mà hơn một năm nay chưa trả rồi. Thì hôm trước họ vừa trả xong,
À. Cái này tiền của mình là lâu mới trả hay là không trả luôn à? À, trả lời cho bạn là dây dưa, như kiểu là vay mượn nhưng mà dây dưa đấy nhé. Vâng. Hẹn nay hẹn mai, muốn hỏi vấn đề gì nữa không? Dạ thôi á. Rồi, chào Cảm bạn. ơn các bạn. Cảm ơn bạn ạ. Vâng. Mình sẽ mời một bạn khác lên nào. Ai muốn lên cùng phát hãy comment ngày tháng năm sinh và chia sẻ mạnh cái livestream này, mình sẽ mời lên nhé. Rồi trả lời cho một bạn nào. Diệu Thúy, em thấy có nhiều cặp vợ chồng vướng vào tứ hành xung nhưng vẫn hạnh phúc ăn đời ở kiếp được với nhau ạ. À. Rồi trả lời cho bạn Diệu Thúy luôn. Cái câu hỏi này rất nhiều người muốn hỏi đặt ra nhưng mình vẫn chưa có thời gian giải thích cho mọi người. Thì nhiều khi đôi vợ chồng đó phạm vào tứ hành xung nhưng mà do cái phước đức của gia chung của hai bên nội ngoại để lại rất là lớn nên nó đỡ được cái tứ hành xung khiến cho vợ chồng đó thì vẫn hạnh phúc như thường, vẫn yêu thương nhau như thường. Đó là nhờ cái phước đức nhé. Các bạn đã nghe câu gọi là đức năng thắng số chưa? Đây là cái câu này là đúng vào cái tứ hành xung mà vợ chồng vẫn hạnh phúc. Đây gọi là dùng đức năng để thắng số. Mà gặp hai vợ chồng lại vừa biết nhường nhịn nhau nữa nhé thì chuyện tứ hành xung nó chả là gì cả. Nhưng mà theo cái thực nghiệm của mình xem cho 10 đôi vợ chồng phạm vào tứ hành xung thì trong khoảng khoảng tầm mà 1 đến 2 trường hợp là hạnh phúc thôi nhé, còn đa phần này 8 trường hợp, 8 đến 9 trường hợp là đều không hạnh phúc, vợ chồng rất dễ tan vỡ nhé. Mình sẽ mời một bạn tiếp theo lên nào. Ai muốn lên cùng phát trực tiếp hãy comment ngày tháng năm sinh đi và chia sẻ, mình sẽ mời lên. Không có gì bạn Khánh Ly nhé. Mời một bạn sinh năm 1992 nào. Ai muốn lên cùng phát hãy comment đi và chia sẻ mạnh, mình sẽ mời lên nào. Ngay bây giờ bạn nào muốn đặt lịch coi riêng có thể inbox trực tiếp cái nick Facebook này của mình sẽ lên lịch coi riêng cho mọi người về tất cả vấn đề gia đạo, tình duyên, mồ mả, đất cát, âm trạch, chương trạch, tất cả mọi thứ nhé. Alo, chào bạn. Chào bạn. Đọc ngày tháng năm sinh âm lịch của mình đi. Mình sinh ngày mùng 3 tháng 9 năm 1992. Ở Mê Dương đấy. Âm ạ, lịch âm đấy ạ. Có gia đình chưa? Mình chưa chưa lập gia đình. Công việc chính hiện tại của bạn là gì? Mình làm nghề y thôi. Trong buổi xem ngày hôm nay bạn muốn hỏi vấn đề gì? Mình muốn hỏi về tình duyên cũng như là gia đình nhà mình xem có vấn đề gì không ấy. Vì gần đây hình như bố mẹ và đẻ của mình là hơi gặp vấn đề trục trặc, tức là bố mẹ không được thuận hòa ấy. Ba sinh năm bao nhiêu, mẹ sinh năm bao nhiêu nào? Bố mình sinh năm 1958, mẹ mình sinh năm 1968. Năm 8 Mậu Tuất, 62 Cung Tốn Mệnh Mộc. 68, 68 ấy. Rồi, ba năm 8 mẹ 68 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mậu Thân, ba tuổi Tuất mẹ tuổi Thân đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trả lời cho bạn biết luôn lý giải tại sao ba bạn mệnh mộc, mẹ bạn mệnh thổ, thổ mộc thì tương khắc nhé. 1958, 1958 là 1958 sẽ là cung tốn, 1968, 1968 sẽ là cung cấn, cung tốn, cung cấn biến cung tuyệt mạng nhé. Thì hai tuổi này thì mình cũng báo cho bạn luôn, càng ngày thì càng xung khắc, rất khó gỡ, rất khó. Thế ạ? Tức là trước đây thì gia đình nhà mình, bố mẹ mình thì vẫn vẫn khá là hòa hợp, nhưng mà khoảng mấy năm gần đây thì bắt đầu xung khắc dần và hầu như mọi thứ nó càng ngày càng nặng hơn. Bởi vì cái cung mệnh này thì cung tốn cung cấn. Nhiều khi đấy đôi vợ chồng họ lấy nhau tận 5 năm, 10 năm, có khi 20 năm vẫn hạnh phúc như thường. Nhưng tự nhiên chuyện gia đạo nó có một cái biến cố lớn nó xen vào khiến vợ chồng hiểu lầm nhau một vài cái vấn đề gì đó rồi gây xung khắc nhau. Rồi khi mâu thuẫn nó cứ dấy lên rất là nhiều 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 ngày vậy. Khoảng 1 2 năm. Rồi rất dễ sinh ra ông bà phân ly. Vậy ạ. Mình xem rất nhiều đôi trường hợp là cũng cung tốn và cung cấn phạm vào cung tuyệt mạng rồi nhé. Có cái cách gì để giải quyết không bạn? Cái này thì giờ chỉ có làm lễ di cung hoán số để hóa giải cái cung bát quái này thì may ra ba mẹ bạn mới được yên bình trở lại. Chứ không thì mình thấy bây giờ càng cái mâu thuẫn nó càng lên cao. Mỗi ngày Nhưng mỗi mà trước trước mỗi ngày đây thì vẫn khá là ổn định. mình nói luôn cái cung bát quái này bây giờ nó mới hoạt động
mỗi ngày về bước về nhà thì cái không khí trong nhà nó nặng nề lắm. Vậy à? Ờ. Tức là phải di căn bản mệnh à bạn? Tức Đúng là rồi, phải chuyển di sang. cung hoán số, di cung hoán số nhé, chứ không thì sẽ không bền được đâu, ba mẹ bạn sẽ không bền được đâu nhé. Vâng. Thế bạn ơi cho mình hỏi tí, tức là mình muốn xem về tuổi của mình ý, hiện tại mình cũng chưa lập gia đình ý, và mình đang yêu một người sinh ngày mùng 4 tháng 9 năm 1992, tức là sinh sau mình một ngày thôi ý. Thì liệu hai người vợ chồng có hòa hợp không ạ? Và có xây dựng gia đình được không? Trả lời cho bạn luôn, bạn nhâm thân, người này cũng nhâm thân, thì hai tuổi này đến với nhau lúc đầu thì thấy rất là hợp, nhưng mà ở với nhau lâu dài là sẽ sinh mâu thuẫn cũng như ba mẹ của bạn đấy, bởi vì hai tuổi này đều rơi mệnh đó là kiếm phong kim nhé, kiếm phong kim vàng mũi kiếm, và hai người đồng lều đều là cung khôn nhé, thì hai tuổi này kết hợp với nhau thì sẽ rất là khổ, trắc trở. Lấy nhau một vài năm thì sẽ sinh ra mâu thuẫn, không hiểu nhau, rồi bất đồng ý kiến, rồi nói chuyện với nhau cứ trật lớt hết cả, không ai hiểu 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 ý ai, thế là sinh ra mâu thuẫn là rất dễ phải phân ly hai cái tuổi này đấy. Vậy ạ à? Vì mình thấy cũng rất nhiều gian nhiều nhiều người cùng tuổi tuổi này và lấy nhau cùng tuổi ấy, thì cũng đi xem thì cũng thấy là mọi thứ cũng khá là ổn định, nhưng mà cũng không biết sau này thì có ổn không, thì bạn có cách gì hóa giải hay là cần cần phải gì không Rồi thì cái để này bạn biết mình. đấy, nhiều người đấy họ chả bây giờ bạn tính ở trên Việt Nam bạn có kiếm được cái nơi nào mà sử dụng khoa học mà khiến cho vợ chồng mà hạnh phúc trở lại không, rất là khó đúng chưa, thì giờ người Việt Nam ta cũng vậy, người từ Việt Nam ta rất là gọi là mê tín, thì nhưng mà nói ra thì cũng bảo mê tín, nhưng mà giờ chỉ có dùng phương pháp tâm linh, mà cái vấn đề tâm linh thì ở trên đất nước Việt Nam ai cũng tin là có vấn đề tâm linh không, nhưng mà cái đó thì người ta không nắm thấy được, không sờ thấy được nhé. Thì mình cũng chia sẻ với bạn luôn, muốn hóa giải cái vấn đề này thì dùng phương pháp tâm linh, đó là nhờ thần thánh nhé, để làm cái lễ di cung hoán số, thay cung đổi số hai cung này đi, và bạn và người yêu của bạn và ba mẹ của bạn thì mới ăn đời ở kiếp được với nhau được nhé. Vậy à? Đó là dùng cái phương pháp tâm linh để hóa giải nhé. Rồi, mình cảm ơn, để mình suy nghĩ thêm khi Rồi, mà có thì hộp. suy nghĩ đi, có gì inbox cho mình nhé. Chào bạn. Ok, mình cảm ơn nhé. Mình sẽ mời bạn khác lên nào. Ai muốn lên cùng phát trực tiếp hãy comment ngày tháng năm sinh và chia sẻ mạnh cái livestream này nhé. Mình sẽ mời lên nào. Chào bạn Lê Khánh Hiền, chào bạn Khôi Phùng, chào bạn Ngọc Anh, chào chị Hà Tokyo nhé. Bạn nào thấy mình xem hôm nay xem được thì cho mình một like, một chia sẻ mạnh cái livestream này giùm mình với nào. Mời một người sinh năm 1971 nào, cũng rất là lớn tuổi đây, không biết lên xem có chuẩn không nữa. Chào bạn Lê Khánh Hiền. Chào hơn 600 người đang theo dõi trực tiếp cái livestream này. Ngay bây giờ bạn nào muốn đặt lịch coi riêng cũng có thể inbox trực tiếp cái link Facebook này, mình sẽ Nghe lên bị lịch coi lên riêng rồi. cho mọi người về tất cả. Rồi. Chào Alo. bạn. Alo. Chào chú. Chào bạn. Mình muốn Alo. nghe rõ không? Bạn nghe rõ không? Rồi rồi, Thư gọi bằng anh nhá, xưng bằng anh nhá. Rồi rồi rồi. Đọc ngày tháng năm sinh âm lịch của anh nào. Mình sinh mùng 3 tháng 10 năm 1971. Âm dương, À, âm đấy lịch là âm âm dương đấy, này anh. đấy là âm đấy, âm lịch đấy. Anh có gia đình, em xin tuổi vợ anh luôn. Hiện tại thì mình đang độc thân. Trong buổi xem ngày hôm nay, đến với buổi xem ngày hôm nay anh muốn hỏi vấn đề chính gì? Mình nói chung là xem về công việc làm ăn rồi xem cũng tình duyên luôn, xem là có lấy được thêm vợ nữa không. Rồi, mệnh kim, rồi. Cái vấn đề đầu tiên là đề cập đến chuyện tình duyên nhá. Cái này thì mới có Rồi, nhiều điều để nói rồi cảm đấy. ơn. Em mở cái này em xem.
trả lời cho anh luôn nhé. Vâng. Thì cái đường tình duyên của anh rất là trắc trở nhé. Cung số của anh ít nhất phải 2 đến 2 đến 3 lần vợ. 2 3 vợ. 2 đến 3 đời vợ nhá, số rất là cao số. Vâng, vâng. Rất là trắc trở, đường tình duyên tình cảm đến tầm này vẫn thực sự là vẫn chưa ổn định về vấn đề gia thất đâu. Vẫn thực sự chưa ổn định đâu nhé. Và tình duyên sắp tới em dự đoán cho anh luôn trong khoảng 2 năm đổ lại đây thôi nhé, 2 năm đổ lại đây thôi là anh sẽ yên về gia thất, có nghĩa là nó rơi vào khoảng 51 tuổi đổ lại này. Rồi. Năm nay anh 49 tuổi thì đến tầm 51 tuổi là việc gia đình của anh sẽ ổn định và anh sẽ kiếm được một người gắn bó đi đến lâu dài. Đấy rồi, kiểu là đoạn kết đấy nhé. Về vấn đề tình cảm. Tiếp theo về vấn đề công danh sự nghiệp, công việc chính hiện tại của anh là gì đấy? Mình làm tự do thôi, bán hàng. Đường công danh của anh rất tốt nhá, rất khá, nhưng mà cung số trong đời ít nhất phải chịu thất bại 1-2 lần. Có thể bị người ta lừa gạt hay là kinh doanh đầu tư làm ăn gì lớn mà trắng tay 1-2 lần. Bị nó nợ tiền nó không giả. Đấy, thì một món tiền rất là lớn, không phải nhỏ đâu. Đúng rồi. Đấy, rất là lớn, nhưng mà đòi bây giờ là nó mất tâm mất dạng, nó không trả đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh cũng rất là khủng hoảng. Một thời gian rất là dài đấy. Trong năm nay thì vấn đề làm ăn của anh, năm nay là năm tuổi của anh, năm 49 tuổi, năm nay phạm sao Thái Bạch. Không phải 49 tuổi, phạm sao Thái Bạch. Năm nay em nhắc nhở anh một vài vấn đề sau. Vâng. Cái thứ nhất, không nên đầu tư làm ăn gì lớn trong năm nay. Rồi. Cái thứ hai, không cho ai vay mượn tiền bạc vì số tiền quá lớn. Đó là hai cái vấn đề em đề ra cho anh. Vâng, nhé. Vâng. Để làm cho hai cái điều đó thì năm nay sẽ không mất tiền và sẽ không có hạn gì lớn nhé. Và cái điều cần làm thứ ba đó là chăm đi chùa lễ Phật đi. Đi chùa lễ Phật. Cầu chư Phật gia hộ che chở cho để năm nay nó thoát được cái hạn hao tiền. Rồi. Và cái hạn ốm đau bệnh tật trong năm nay nhé. Vì năm nay là anh 49 tuổi, cái hạn rất lớn, phạm sao Thái Bạch đây. Từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch đó là ba cái tháng rất xấu trong cái cung bổn mạng của anh, nhất là tháng 7 âm lịch nhé. Và lưu ý là từ tháng 5 đến tháng 7 gì? Đúng rồi, từ tháng 5 tháng 7 đi đứng xe cộ cũng phải cẩn thận vào tháng 7 đấy nhé. Không, mình thì đi đứng đàng hoàng nhưng mà không may có cái thằng say rượu nào hay thằng ngáo đá thì nó quệt vào mình là mình cũng khổ. Đúng rồi. Và, hiểu chưa? Mình thì đi rất là đàng hoàng đấy, nhưng mà người ta bảo là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, tự nhiên cái họa nó tự đến với mình, mặc dù mình là người cẩn thận nhưng cũng không thể tránh được nhé. Rồi. Thế thì em mới nói với anh cái vấn đề thứ ba đó là phải chăm đi chùa lễ Phật. Thì, sự che chở của thần linh Phật thánh nhé. Vâng. Anh muốn hỏi gì nữa không? Thôi cảm ơn bạn, mình chỉ cần thế là đủ rồi nhé. Rồi, chào anh nhá. Thế thì anh thấy em xem chuẩn được bao nhiêu phần trăm rồi? Nói chung là bạn xem như thế là đến 99% rồi. Rồi, thì, cảm ơn anh. Mình sẽ inbox thì có gì là mình sẽ nhờ bạn xem kỹ hơn về về gia đạo nhé. Dạ vâng, thì em còn rất nhiều điều muốn nói với anh trên livestream này, nhưng mà thời gian nó cho phép em chỉ giới hạn chỉ đọc một chút vậy thôi. Rồi. Anh muốn xem kỹ hơn thì inbox trực tiếp, em sẽ lên lịch coi riêng cho anh để anh em mình trao đổi riêng tư. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Ai muốn lên cục phát nữa nào? Chào bạn Tấn Vinh, chào Chiến Thắng, chào Lê Khánh Hiền, chào hơn 400 người, chào hơn 600 người đang theo dõi trực tiếp cái livestream này. Dù biết còn rất nhiều bạn đang ngóng để được lên, nhưng mà thôi cũng hết giờ rồi, mình cũng xin dừng buổi live lại đây nhé. Hẹn mọi người vào trưa mai lúc 12 giờ mình sẽ phát một cái live nữa để xem miễn phí cho mọi người nhé. Còn ngay bây giờ bạn nào vẫn chưa được coi hay muốn hỏi tất cả vấn đề gì, inbox trực tiếp cái nick Facebook này đi. Mình sẽ lên lịch coi riêng cho mọi người về tất cả vấn đề gia đạo, tình duyên, mùa mả, đất cát, âm trạch, dương trạch, tất cả mọi thứ nhá. Inbox thì mình sẽ trả lời riêng cho mọi người nhé. Chào mọi người, hẹn mọi người vào trưa mai.